Còn anh nói chót đã yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Anh đang dối. Còn anh nói là muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tay, rồi từ ngày nhớ em trái tim không ngủ yên. Rồi như ngày mới quen nhau, thôi xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tơ, rồi từng chiều nhớ em trái tim không ngủ yên. Thôi xin anh hãy hơn rồi như ngày mới quen nhau, thôi xin anh hãy ở hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh. Giờ tình đã chết hay tình đã xa, anh ơi hãy nói câu sau cùng. Và đừng có dối sẵn lần nữa, tim ta đã chót mang tội lỗi. Một lần yêu ta lỡ mang thương đau, mà thuyền đó lênh đênh chìm sâu. Em ơi xin em hãy sống trong vô tư, cho tình mình đừng có phai màu. Thôi xin không yêu nữa, xin anh không yêu vì trái ngang. Xin không yêu người nữa, xin nguôi bao khát khao đam mê. Trong đêm sâu thẳm, ôi anh thấy yêu đương là xót xa. Rồi đêm qua vẫn qua, mà thương nhớ dâng đầy trong mơ. Trong đêm ta thức, hơi sáng biết đâu là bóng em. Em ngây thơ phương ấy, xôn xao hoa nắng theo chân em. Anh sẽ không tiếc thương, luyến tiếc bao nhiêu ngày đã qua. Cuộc tình ta sẽ vắng xa. Và ta sẽ vắng xa vì thiếu nhau. Ngủ yên, thôi xin anh hãy hờ
ngày vỡ nên trái tim không ngủ yên. Rồi từng chiều nhớ em, trái tim không ngủ yên. Ôi xin em hãy vỡ rồi như ngày mới quen nhau. Đã xa nhau. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật xa anh mong rất gần. Anh luôn mau rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ. Và đặc biệt có sự quay trở lại của quán quân năm ngoái, đó chính là Đan Trang. Không biết anh Trấn Thành cảm giác của anh như thế nào? Em ngồi dưới em cảm thấy anh đang rất là hạnh phúc đúng không ạ? Hạnh phúc chứ, tại vì chúng tôi chọn đúng người. Cái bài này quý vị ít thấy Hà Hồ hát lắm, nhưng mà mình nghe mình biết ở đây là Hà Hồ Ngọc Hà nè. Cái cảm thụ về Hồ Ngọc Hà trong người của Đan Trang càng ngày càng cao. Nó tinh tế lắm, nó không có còn phải thể hiện ra như thế nào, mà nó đến một cách rất là tự nhiên. Và đó là cái mục đích, cái điểm đến của những cái chương trình như là Ca Sĩ Thần Tượng. Và hôm nay chúng tôi trở lại thấy một quán quân thành công, vì chúng tôi rất là vui mừng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành, Đan Trang trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui, bởi vì là ngày hôm nay em đã được gặp lại chị Khải Như và bốn vị ban giám khảo rất là dễ thương. Em rất là nhớ mọi người và cũng rất là nhớ những khoảng thời gian mà mình thi Ca Sĩ Thần Tượng. Nên ngày hôm nay khi quay trở lại thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc và hồi hộp luôn. Trời, ba nói mà cứ nổi vậy. Thật sự là em cứ tưởng là chị Hồ Hà không? Nghe cái giọng nói luôn. Dạ, Hà Hiển Linh. Anh muốn nói một chút về Đan Trang. Là rất là vui khi mà sau khi Đan Trang đăng quang quán quân Ca Sĩ Thần Tượng thì trong cái hình tượng của Hồ Ngọc Hà, nhưng sau đó Đan Trang đã trình diễn trên rất nhiều những cái sân khấu lớn, và gần đây nhất là chương trình Hoa hậu Miss World Việt Nam, và trước đó cũng một số chương trình thì Đan Trang hát bằng chất giọng của chính Đan Trang. Những cái dòng nhạc khác hát cũng rất là tốt, và những ca khúc về trữ tình, âm nhạc quê hương thì Đan Trang hát bằng chính mình, thì cái điều đó cũng rất là vui. Anh cũng sẽ hứa là sắp tới sẽ tiếp tục dàn dựng cho Đan Trang thêm nhiều cái tiết mục nữa để em là chính em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nói chung là tất cả. Cảm ơn bạn Đan Trang đã trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời Đan Trang vào trong nhé. Cảm ơn bạn. Còn hai chàng trai này thì ngày hôm nay tiết mục mở màn đã giúp cho ban giám khảo phía dưới cũng cảm thấy rất là hào hứng. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của chị Minh Tuyết như thế nào ạ? Xin mời chị. Thực sự hồi nãy khi mà Đan Trang bước ra là đã vỡ òa lần thứ nhất rồi. Vẫn không đoán được là Đan Trang hát với ai. Thì Quang Anh, Tuấn Hưng bước ra cất câu đầu lên là dưới đây chúng tôi đã ồ lên rồi. Cảm giác như là Tuấn Hưng bước ra thực sự đang hát. Người thứ hai bước ra làm chúng tôi lại càng vỡ òa hơn. Bởi vì tôi luôn luôn cứ có cái cảm giác là như là ông Đàm Vĩnh Hưng ông nhập cái ông này ấy. Ông hát lên là tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng ngay tại chỗ, ngay lập tức. Đó là anh Tuấn Phong. Nói chung là một tiết mục mở màn rất là tuyệt vời. Vào những tiết mục riêng của các bạn hãy thả lỏng mình đi. Bởi vì bây giờ các bạn đã hát rất giống thần tượng của mình rồi. Chỉ là ngày hôm nay các bạn có quên mất mình đi hay không, sống thật với cái nhân vật của mình đang hóa thân hay không. Nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn nhất định sẽ đoạt được quán quân trong cái đêm hôm nay của Ca Sĩ Thần Tượng. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất nhiều. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, mình đang trông chờ ở cái bài Cá Nhân của các bạn trong cái đêm thi này, nó rất là quan trọng. Và hy vọng rằng những cái khiếm khuyết mà trong suốt một cuộc thi giám khảo góp ý, hôm nay các bạn xóa bỏ cái ranh giới đó không còn nữa, để mình thực sự hóa thân, phải gọi là dùng là trọn vẹn. Và hôm nay Ly rất là mong muốn, giống như cái điều mà Ly ao ước ở đầu chương trình, là Ly ngồi đây Ly không muốn chấm, Ly muốn thưởng thức các bạn đang biểu diễn chứ không phải là thí sinh nữa. Ok, hy vọng rằng sẽ được toại nguyện. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chúc cảm mừng các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Và đây là Thái Sơn. Một tràng hót tay cho phần hóa thân vừa rồi. Chị Minh Tuyết, chị lại cười. Không biết là em có thấy là khi em hát vài câu đầu chị đang múa dưới đây không ạ? Chị múa như vậy nè. Dạ em có thấy. Tại vì khi mà mình ngồi dưới đây mà mình nghe một thí sinh lên thi một cái mà giống ngay một vài câu đầu là mình thấy sướng rồi. Cái sự hưng phấn lên. Cái sự hưng phấn lên rồi. Thì nói thiệt rằng là đúng là em hát giống. Hồi nãy em hát cái bài mở màn á, thì chị nói với chị Ly, ôi không bằng cái cậu từng trước đó. Nhưng mà chị Ly thích cái phong cách này. Thì nhưng mà khi em hát cái bài này thì đúng thiệt là em hát rất giống Đàm Vĩnh Hưng mới bắt đầu hát bài này. Chỉ có một điều á, chị muốn chỉnh em một chút xíu. Tại vì em giống quá nên muốn em hoàn thiện hơn. Với lại đối thủ em là một đối thủ vô cùng nặng ký, chị nói như vậy nhé. Cho nên nếu em không hoàn thiện chưa chắc em đấu lại người ta, bởi vì cái người đối thủ của em á, là bị ăn vô máu rồi. Thì đó, ăn quá trời nên nặng ký hơn đó. Đúng nghĩa đen là nghĩa bóng. Em khi mà anh Hưng anh có cái tật, ảnh khi mình hát một cái câu này ông đẩy hơi mạnh á, ảnh kéo microphone ra xa. Nhưng vì ảnh đẩy hơi mạnh và ảnh vẫn kéo dài câu đó nên ảnh mới kéo ra xa. Chị có cảm giác là em kéo theo cái động tác anh Hưng, nhưng cái giọng em lại tắt sớm, cho nên nó bị ngút lẹ lắm. Nó không nghe được cái đuôi của nó. Thì em cẩn trọng những lần mà em làm như vậy. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói về động tác của em. Đúng là em bắt chước động tác của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng nó vẫn không có cái thần thái của anh Đàm Vĩnh Hưng. Nó vẫn là... Nó chưa được tự nhiên lắm, phải đúng không? Chính xác, nó vẫn là em đang cố tình bắt chước. Tại sao chị nói quá chi tiết như vậy? Vì cũng nhắc lại một câu, đối thủ rất là nặng ký của em. Cho nên chị muốn em phải thiệt là perfect thì mới đấu lại. Mà nếu được như vậy thì sẽ có một tiết mục vô cùng đặc sắc vào vòng trong. Nhưng mà em yên tâm, chị nghĩ là tại vì đúng là chị Tuyết nói như thế, nhưng mà mình đang hóa thân mà. Còn cái của Hưng là cái từ trong người nó phát ra thì nó phải tự nhiên hơn mình rồi. Em cố gắng, và chị hôm nay đặt niềm tin vào Thái Sơn rất nhiều. Chị rất là mong sẽ được nhìn thấy em sẽ tiến bộ hơn và sẽ hoàn chỉnh Đàm Vĩnh Hưng hơn. Với lại bạn phải hiểu nhé, khi mình làm cái động tác nào nó phải có ý nghĩa của động tác đó. Đôi khi mình chỉ biết tập trung vô động tác cái mình quên đi là cái động tác đó ở chỗ đó nó có nghĩa hay không. Ví dụ bạn là cái đoạn anh đâu hay tìm anh chỉ có là bạn quay vậy. Nhưng mà bạn phải hiểu là đôi khi anh Hưng anh quay là anh có lý do của anh. Có là khi anh quay là để kéo cái mi nó ra xa một tí để nó bớt cái chữ đó, cho nó vuốt nhẹ cái chữ đó, cho như là kiểu mà mình fade out vậy đó. Em hiểu không? Thì khi mình vuốt là để cái chữ em nó đủ mạnh để vuốt thì nghe nó sẽ nhỏ hơn. Còn bạn có Chico mà bạn để vuốt thuốc ngoài này thì cái chữ em nó không nghe luôn. Em kéo ra cái em tắt mất tiêu rồi. Đó, nghe em hiểu không? Nên động tác vuốt ra là mình phải hiểu vuốt vì cái gì, chứ không phải là tới đó là bạn phải vuốt là vì anh Hưng có động tác vuốt. À, mình phải nghiên cứu cái đó. Cái thứ hai, anh sẽ hoài cô đơn ơi em anh hát chữ em, thấy không? Nó có những cái chữ mà em bạn phải phát âm được cái chữ đó rất đặc trưng của anh Hưng, tại vì anh Hưng là người miền Trung, đúng không? Thế anh sẽ không phát âm là em như mình bình thường mà là em anh em đó. Về chú ý những cái chữ đó. Và tôi thì tôi muốn thấy bạn đấu với cái bạn Tuấn Phong, tại bạn Tuấn Phong thì cái bạn nó quá lợi hại. Và thật sự ra nếu có một đối thủ lợi hại như bạn nữa thì quá xuất sắc rồi, đúng không? Nghe là tự nhiên mình có Hưng thờ mười mấy năm trước với Hưng bây giờ đấu với nhau. Ôi trời ơi, nó tuyệt vời lắm đó nha. Xuất sắc lắm ấy. Xuất sắc lắm đó nha. Chị Tư ơi, Tuấn Phong của những tuần trước và Thái Sơn của tuần này như thế nào hả chị? Lúc đầu là ly ra bốn người là ly ra. À, tôi thích anh này ngày tôi chịu rồi, tôi đang trông chờ để em sẽ biểu diễn như thế nào. Bài hát này em hát giống Hưng ở những cái năm đầu tiên mà Hưng hát cái bài này nè. Nó vẫn là có một cái nội lực, nó vẫn gằn, nhưng nó không có phải là như bây giờ. Hưng hát nó rất là gai góc, nhưng mà cái bài này tính ở cái thời điểm đó thì em hát giống Hưng.
em rất là kỹ. Hưng hay hát mà cao hay cái gì Hưng hay nhướng cái chân mày lên như thế này nè. Ừ, đó, ảnh cúi xuống nhưng mà ảnh hát nhướng nhướng ra vậy là có hết. Những cái lúc nhắm mắt rồi làm cái này nè, thì lại những cái đó thì em đã có rất nhiều và rất là kỹ lưỡng khi là móc lại tóc à. Là tóc gì nè đó. Dạ. Rất cái kỹ và cái mái tóc của anh Hưng. Nói chung là chị thấy em có cái màu sắc của Hưng và cái phong cách của Hưng, chị thích. Vâng, xin được cảm ơn tất cả những ý kiến đến từ các vị giám khảo của chúng ta và một lần nữa chúc mừng bạn. Cảm ơn Thái Sơn. Có thể đưa cánh tay quý vị thật cao lên và hát cả nhạc sĩ khác biệt bài hát được mang tên Tìm Lại Bầu Trời. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời, anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn hay điên, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà anh khi chưa quen em thấy anh vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị đưa cánh tay mình mời thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Mời thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Một tràng hót tay cho Quang Ân. Này nói nghe này bạn ạ, bạn gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn, rất là lớn. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đó là càng ngày bạn hát càng hay. Trời đất ơi anh ơi, gì ngang ngược vậy? Vấn đề lớn luôn hả? Rất là lớn. Từng vòng bạn từng tiến bộ và tôi càng ngày càng thích bạn nhiều hơn. Cá tính bạn cũng thú vị và bạn hát cũng hay. Và bạn càng hát càng tình cảm. Cái độ tình trong bài hát bạn có, cái đó khó lắm. Bắt chước người ta mà còn tình được như cái người ca sĩ gốc là rất khó. Và hôm nay bạn thể hiện rất là sâu lắng cái bài này. Nhất là cái đoạn cuối bạn knock out rất tốt. Rất là tình cảm mà người ta nghe, người ta có thể xúc động được. Đó là thành công. Một tràng hót tay, cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Dạ, xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay thì tốt hơn tuần trước rất nhiều. Cái lỗi mà không có kiểm soát được cái khi mình đã, hôm nay đã làm được, đã làm chủ được cái giọng hát của mình, hát những cái đoạn cao. Nhưng mà Ly vẫn thích Quang Anh hát ở những cái lúc mà nhạc chậm á, thì nó rõ cái âm của Tuấn Hưng nhiều hơn. Là những cái đoạn nhanh là mình dễ bị lướt qua, nó không có nghe rõ được. Ở Quang Anh, Ly muốn, tức là bây giờ giọng hát của mình đã tốt, mình đã kiểm soát được, thì bây giờ ở đây cái hình thể chưa thích lắm nha. Đúng. Nó chưa có lãng tử và nó thoải mái như Hưng. Tức là hơi bị gò. Đặc biệt mình nhìn kỹ là ở cái phần chân của mình, nó cứ gầy chúm chím mà nó cứ không được thoải mái. Hưng là rất thoải mái. Cái đó là cái thứ nhất về cái phong cách. Cái thứ hai nữa,
cái gương mặt Hân rất là thoải mái và cái mặt hát rất là feeling, rất là lãng tử, rất là bất cần luôn. Còn ở đây mình bị còn nghiêm quá, mình đang cố gắng. Thì Quang Anh còn thiếu hai cái đó. Bây giờ mình ổn định được giọng hát, mình cố gắng nếu vào vòng trong kỹ hơn, hình thể giải phóng thoải mái. Chân thành cảm ơn chị. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng sông, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên đây, xót xa nơi này, hương hình dáng ai. Vòng tay tiết nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn trôi vời diện một góc trời. Người yêu dấu, vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mưa say, bờ môi ước mi cay, nay còn đau. Tìm đâu thay nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc dạ rời. Người ơi, một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối. Còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Lớn cho bạn Tuấn Nguyễn. Các vị giám khảo của chúng ta đang ghi chép. Xin mời chị Minh Tuyết ạ. Mấy câu đầu vô thì nó còn có chút xíu âm sắc của anh Tuấn Ngọc, nhưng mà khi bạn hát càng về sau, nhất là phần lên tông thì là không còn là Tuấn Ngọc nữa, bắt đầu nó thành Quang Dũng. Anh Tuấn Ngọc á, thứ nhất là nhịp của anh không có đều, lời nhiều lắm. Thứ hai, anh Tuấn Ngọc anh có ngân, nhưng mà anh không bao giờ anh ngân trong cái chữ hát của anh hết. Chính xác. Anh ngân cái đuôi sau, còn bạn là bạn ngân trong cái chữ hát luôn. Giọng anh Tuấn Ngọc nghe ồ như vậy, nhưng mà rất nhiều người nói là ảnh hát bị opera, và không phải. Anh Tuấn Ngọc ảnh vẫn hát rất là bình thường, chỉ vì trời sinh ra cái giọng người ta đặc sệt như vậy và nó nghe nó gồ ghề như vậy thôi. Ví dụ anh hát mà từ là Mada
là âm thanh vẫn là vang ra. Anh phải để ý cái điều đó, tại vì nãy giờ anh bị opera nhiều lắm. Là tại vì anh ngưng trong câu á. Dạ vâng. Và khi anh Tuấn Ngọc ảnh lên sân khấu á, đúng đôi lúc ảnh đi lững thững, đi ngang đi qua đi lại, cái chân ảnh bung lên nhưng không có vẻ là kiểu mà tung tăng, mà nó vẫn có một cái gì đó nó rất là gentleman, trang trọng. Cái phong thái của ảnh và cái mặt khi anh hát á. Và bên ấy có nghe bên này, nhìn qua bên ấy, ngó qua bên này là phải nghĩ rồi không nhìn thấy ai. Có nghĩa là cái cách ảnh hát như là cuộc sống này chẳng có gì để phải lo toan. Đúng, giờ làm sao? Các bạn muốn sao? Không có gì phải lo đi đây, toan cả. Ảnh hát á, lâu lâu anh này trụ một chân. Đúng đúng rồi, cứ có mắt lùm lùm nhìn. Trụ chân, mỉm cười, đa số mỉm, là trụ chân cái phải. Cái mỉm cười bên. Và tay thì để ngang eo, hơi rung rung nhẹ nhẹ này, đẩy lâu lâu, đẩy ra. Đấy, mình xem tay này, đẩy, đẩy ra, tay này nè, đây. Thôi nhưng mà Thành làm giống á. Dạ. Chỉ là hơi lố tí. Với lại môi phải chúm chím cơ. Nữa lại cái môi. Không thật mà, anh Tuấn Ngọc anh hát á, cái môi. Người vui bên ấy xót xa nơi này. Bạn bị vấn đề rất lớn ở chỗ phát âm. Tất cả những chữ có vần o ngờ ông o cờ ốc. Bây giờ bạn hát lại câu ngàn, ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ. Đây, hai chỗ này thấy không? Ngàn sao lấp lánh, lấp lánh, mà không có lánh, mà là lánh. Rồi hát câu mong chờ thử nào. Hát câu mong chờ. Bạn thấy không? Hát câu mong mà hát mình phải là của anh Dũng rồi. Hát câu mong, không có một cái hơi nào trong miệng hết. Hát câu mong chờ em. Đó. Thường thường nói cái đuôi của cái câu này ra chữ qua mới, cái chữ đầu của cái câu kia. Với lại một cái chữ nữa là, tại vì anh Tuấn Ngọc không bao giờ hát nốt này, mà thấy là đa số các bạn trẻ hiện nay vẫn hát nốt này là gọi tên em mãi trong cơn mê này. Là không phải nốt đó, mà là gọi tên em mãi trong cơn mê này. Bạn để ý những cái điều đó rất là quan trọng. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn các vị giám khảo chúng ta và mong là anh. Ngày mùa đông ơi xin hãy lòng tuyết rơi để dẫn lối em anh về. Ngày mùa đông ơi xin hãy lòng tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy đừng cho đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Bây giờ mới thấy là Bụi Tuấn xuất hiện nhiều nhiều rồi đó. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Đố bạn đặc trưng của Bụi Tuấn là gì? Dạ thưa anh Trấn Thành là nốt cao. Với lại cái lúc mà anh Bụi Anh Tuấn nhả chữ thì nó rất là nhẹ nhàng. Nhả chữ nhẹ nhàng là vì Tuấn có học hành ha. Nhưng mà một trong những cái đặc trưng á, Tuấn hát dồn một câu rồi tống một cái hơi ra ngoài thật nhiều. Mùa đông ơi xin hãy làm chút rơi để chẳng dấu em đông đầy. Trời đất ơi. Không đúng đúng. Đúng không đúng không đúng không? Chính xác chính xác. Mà hiện nay trong bài này anh thấy em thiếu. Còn cái phong cách đố em Bùi Anh Tuấn cái đặc điểm nhận dạng là gì? Theo em thì cái tay ấy, lên cao thì hay hay lắc hồng trà đúng không? Anh gọi là tay lắc hồng trà đúng không? Ok, đó là một. Nhưng cái thứ hai em bước ra là Bụi Tuấn là luôn rồi kìa. Đây là đâu? Tôi là ai? em hiểu không? À, đúng không? Nhưng mà khi hát là nhắm mắt lại châu mai đúng không? Bắt đầu hơi hơi Phương Thanh nhập chút xíu. À, thì em phải làm ra cái thái độ là ra kiểu ngơ ngác, không biết gì, lâu lâu đứng chùi tay vô quần, chùi cho rách cái quần thì thôi. Hiểu không? Đây là vòng đầu thôi. Anh chia sẻ cho em vài cái kinh nghiệm để anh hy vọng là em cũng sẽ tốt hơn. Cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam,
phân tích về mặt kỹ thuật khác á, như anh Trấn Thành vừa nói thì anh nghĩ là nó là cái căn nguyên. Bởi vì Bùi Anh Tuấn được mệnh danh là hoàng tử ballad, hoàng tử nhưng mà hát thì rất là say đắm, hát rất là dữ dội vào những cái đoạn mà cao trào và có một cái điều gì đó nó rất là đa tình. Thì anh mong là những cái màn hóa thân tiếp theo em sẽ thể hiện được điều đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn Hoàng Nhật Nam. Không biết là chị Tư, chị có chia sẻ gì với bạn không ạ? Thông qua phần trình diễn vừa rồi, em có được một chất giọng cũng khá là đặc biệt. Trời cho em hát cũng rất là cao nha, và em hát rất là tốt luôn. Nhưng chỉ có điều là với cái thần tượng của mình thì mình chưa làm được đâu. Tại vì Tuấn hát nhẹ nhàng, còn trong em có cảm giác như là vẫn còn có một cái sự nó cố gắng để lên cái nốt đó. Còn về cái phần mà để mà ngoại hình tất cả mọi thứ thì có lẽ là hơi khó đối với em á, tại vì cái dáng của Tuấn nó không có đứng thẳng vậy, với lại rụt rè lắm. Chị còn nhớ ngày xưa chị đặt Tuấn là lúc mà đang thi The Voice đó, và chị nhớ hoài chị đặt tên, trời ơi, thằng nhỏ nó có cái đầu bắp cải su, nó vậy nè, nó lù xù lòa xòa là đặc trưng của Tuấn luôn á, lên cứ rụt rè tôi ngay ngô. Tôi còn nhớ con lần tôi đi diễn Mỹ với nó, mấy bạn biết đi gửi một cái kiện hành lý là rất là nhiều tiền, mà đi nhiều kiện hành lý thì đóng tiền nhiều hơn. Thì thường người ta nếu như mà có mang đĩa qua tặng cho khán giả bên hải ngoại thì người ta pack đĩa lại thành một cái vali để người ta đi cho nó dễ. Đúng rồi. Nó mang 4 cục vali, mỗi cục là một hộp đĩa nhỏ. Khui ra hết phải không? Trời ơi, để 4 cục. Trời ơi, mà tôi nói ê Tuấn, tại sao em không để 4 cái cục này vô một cái vali chứ, em đi như vậy lát người ta tính tiền em nhiều rồi sao. Nó cái nó tháo 4 cục ra, nó đổ hết đĩa vô là nó ngập tràn, nó đầy không được. Trong khi người ta chỉ cần phải xếp cái đĩa lại gọn thì là để được, còn nó đổ ra hết cái dần chồng lên nó để không được. Tôi giống như con sen con ở đang lơm gom gom ngồi chồng đĩa, xếp cho nó ngay ngắn, qua ngày mai nó bay qua tiểu bang khác để quên vali. Trời ơi. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Dạ, Thành nói hết rồi, chị đâu còn gì để nói nữa em. Thôi chị chúc mừng em vào vòng trong, nếu được thì tỏa sáng hơn nữa với những góp ý của anh Trấn Thành 40 phút. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị ạ. Chúc mừng bạn, cảm ơn bạn. Một tràng pháo tay cho Như Mai. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Anh thấy Như Mai có nghiên cứu rất là kỹ những cái động tác về hình thể của ca sĩ Lệ Quyên. Không biết là bài hát này là em xem chị Quyên cái clip diễn nào? Diễn trên sân khấu hay như thế nào em? Thì ca khúc này thì em thấy trên YouTube thì chị Quyên thể hiện ở live show của chị Quyên. Một cái là hát live ở live show và một cái là chị quay ở trong studio. Thì em xem rất kỹ hai cái clip đó và hầu như là những cái động tác cơ bản, động tác mà đặc trưng của chị là em đã cố gắng ghi nhớ và thể hiện. Trong cái chương trình đó chị Quyên có đi qua đi lại nhiều như vậy không? Biết ngay. Dạ vâng ạ, thưa anh, là tại vì chị Quyên hát với lại vũ đoàn á, nên là chị cứ vậy nè. Bé tưởng tượng phong phú. Em ở đây không có vũ đoàn, em cứ níu anh vậy đó. Dạ. Thì á, em mà làm rất là ra cái động tác của em á. Và hôm nay tạo hình tóc và cái váy với dáng người của em cũng nhỏ nữa, vai cũng rất đẹp, thì em có những cái điều kiện rất là thuận lợi để giống chị Lệ Quyên. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng là cái phần vừa rồi á, em phải tiết chế lại chút. Bên kia có vũ đoàn thì chỉ có tương tác thì nó sẽ dữ dội hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn đây em cứ xề bên này, xề qua bên kia, cứ làm suốt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái giọng hát của em nữa, thứ hai là về cái hình ảnh của một ngôi sao mà cứ xề như vậy. Dạ. Đó. Khoan anh, mình dùng cái từ sàn hay gì được không anh? Sàng. Di chuyển được không anh? Sàn nó sàng là động từ. Còn xề. 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 Là... nó là... Không, xề, qua. Xề là một xề phần của tính từ luôn ạ. À. Xề là tính từ luôn. Xề. Nhưng mà em phải xin lỗi anh Nam chút xíu. Anh Nam nói là bạn phải chỉnh tiết chế lên một chút xíu. Thì Thành cũng không đồng ý lắm. Thành nghĩ là bạn phải tiết chế rất nhiều luôn á. Chứ không phải là một chút xíu đâu nha. Hơi bị bất ngờ. Bạn thật sự là bị quá tăng động so với những gì bạn đang thể hiện. Hồi nãy tôi mới vừa khen bạn xong thì tôi nói thiệt xin lỗi bạn, tôi muốn lấy lại lời khen ghê vậy đó. Thôi mà cái này nè, tôi nghĩ là tại Thành á. Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Nhiều khi khen xong khen té hèn quá khích. Cứ mỗi lần mà tới tập nào của ca sĩ thần tượng á thì trong phòng thí sinh á nên lấy một cái bảng tên xong mình viết lên trển.
Đề nghị các thí sinh khi nghe lời khuyên của Trấn Thành phải biết chọn lọc lời khuyên, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Em cảm thấy chị Tuyết giống như dành cả thanh xuân để mà mài dao đâm lại xìm mùa này vậy đó. Anh xìm, anh có đau không ạ? Không, anh xìm mở dạ, thôi. Dạ không, đi vào xuất hiện. À, thưa bạn, thế này, tôi luôn luôn phải chỉ cho các bạn thí sinh chiêu là để ra sân khấu có cái đi biểu diễn cho khán giả xem. Nhưng mà riêng với bạn chắc tôi là phải níu bạn lại. Phải nắm tay níu em. Như vậy vấn đề của em là gì? Thì anh nói nè, em bị biểu diễn, em không thể hiện mà em bị biểu diễn. Tất cả những gì em làm của Quyên rất giống và em để ý rất kỹ. Nhưng em hãy làm tất cả những điều đó slow motion xuống hai nấc cho tôi. Quyên ra là sang trọng lắm em. Trời ơi, Lệ Quyên mà. Đúng rồi. Ra người ta như vậy. Nhiều lần anh đến gần, lông lên rồi xương sâu kín. Mà ta đi nhẹ nhàng, cái hông mà ta đi nhẹ nhàng sang trọng. Còn em trời ơi bé ơi, không có làm như vậy, nhanh quá. Tôi nghi là cái dòng sau con bé này nó xuất hiện. Nó đứng sẽ đứng chỗ. Yên một chỗ. Mà slow motion luôn. Tại vì Thành kêu step tới hai bước lùi rồi đó. Ừ. Đó. Chị nói nè, lọc lửa lại giùm chị. Lọc lửa lại giùm chị. Nha. Em đúng là em có cái phong cách đó. Mà nhất là cái phần từ gương mặt em nè. Em làm những cái này nó giống Quyên lắm. Cái nhất, cái thứ hai trong giọng hát của em, em bắt chước Quyên, em có cái âm. Nhưng trong cái bài hát này, những cái đoạn em chặt chặt, nó bị gắt quá, nó bị mạnh quá đi. Nó không có cái tình ở trong đó. Nếu mà em nghe kỹ lại, nó bị gắt. Và như nói là Quyên hát cái âm nó vòm nhiều, âm nó dọc nhiều. Em lại bị dọc quá luôn đó. Tức như là em bị rộng ra quá, cho nên cái hơi em nó tống ra hết ở ngoài luôn. Cho nên lúc đó nó làm cho các nốt của em nó bị chỉnh choạng liên tục trong một bài hát. Với lại á, bạn hát á, bạn nên thọ thẻ. Tại vì cái hay của Lệ Quyên là âm thanh rất là, nghe rất là mạnh nhá, phát ra bén nhưng mà cực kỳ bỏ nhỏ. Quyên không có bao giờ hát ồn, bạn để chị Quyên hát không bao giờ ồn. Nhiều lần anh đến gần một chút thôi là người ta bỏ nhỏ, người ta nói chuyện với khán giả. Còn em một chút thôi, một chút thôi là đi hết rồi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa. Còn tim em đau vì không ăn nói nhớ anh. Yêu người em yêu hơn chính em. Trao người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ. Giật tiếng em bao hoang mang rồi em cứ mong người sẽ quay về. Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh, thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Em không tin em vẫn chờ đợi người bay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài, dù rằng lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến. Mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ. Giật mình em bao hoang mang rồi em cứ mong người sẽ quay về. Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh.
Sân khấu rất đẹp đúng không ạ? Và ngày hôm nay bạn cũng như vậy. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào? Xin mời chị Cẩm Lý. Chào Trang. Trời ơi, hôm nay lộng lẫy quá. Lần này thì Trang đúng là hát giống tâm. Nhưng có một cái theo cảm nhận của riêng chị thôi, chị không biết tất cả những giám khảo kia như thế nào. Có nghĩa là Tâm hát rất là lực, nhưng em phải cho chị thấy là lực ra chứ không phải là mình có cảm giác giống như là em la. Cái âm thanh của em nó cũng hơi u hơn Tâm nhiều. Tâm nó phải ra ngoài một tí sáng tí xíu hơn. Em làm cũng tròn đó, nhưng mà đối với chị thì nếu mà em biết tiết chế ở những cái lúc mà em bật cái âm thanh ra đó, thì nó sẽ nhìn nó sẽ thoải mái hơn, chứ không thấy mình gồng gồng quá, thấy nó sẽ nặng nề. Đó, chị chỉ có góp ý tí xíu về Trang thôi ha. Cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Hôm nay đầu tư chỉnh chu về ngoại hình, về mái tóc, make up, rồi cả sân khấu, cái đàn piano nữa. Hồi nãy mà có cái đoạn mà piano nó cháy lên là trời, còn nấu gì nữa, y đúc cái MV được không ạ? Nhưng bù lại cái lửa ở trên rất là ấn tượng. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Ở Trang có một cái điều này nè. Trang có một cái lợi thế hơn những các bạn khác là cái chất giọng của Trang đã giống Mỹ Tâm rồi. Phát âm của Trang cũng giống Mỹ Tâm luôn, là nó hơi có cái chất vùng miền đó. Cho nên đó là một cái lợi thế của Trang, nên dù Trang hát cỡ nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ nghe ít nhất cũng phải là 70-80% của Mỹ Tâm trong đó. Cho nên cái quan trọng của Trang là bây giờ làm sao lấy được cái diễn xuất của Mỹ Tâm, cái hình thể của Mỹ Tâm, cái xuất thần của Mỹ Tâm. Cái đó là cái bây giờ Trang cần phải để ý nhiều nhất. Cho nên đó là những cái khuyết điểm nãy giờ chị Ly đã nói rồi. Cho nên Tuyết muốn nhấn mạnh những cái điểm đó để Trang hiểu biết là mình sẽ cần phải tiến bộ hơn ở những cái điểm nào. Riêng Trang thì những điểm đó là những điểm Trang cần phải để ý nhất nha. Chúc mừng Trang. Có vẻ tuần này khá là tập trung đúng không? Nếu như mà mọi người còn nhớ là tuần trước là hát chung với lại cái bạn Nhã Thanh đó, hóa thân thành Thái Thanh, thì mê, người ta hóa thân mê quá cho nên quên cái phần của mình. Nhưng lần này bạn đã có một sự tiến bộ rất là vượt bậc, làm tiến rất bộ. Là tốt. Dạ, một tràng hô tay nữa, chúc mừng cho Lê Trang. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh sâu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa sang buộc và em chưa thuộc về. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên nhau, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thời. Mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là mong ước trong tháng dài. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh sẽ cố quên rằng mình nàn như đã dấu yêu. Chờ lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê
rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vắt lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời ghé buồn giá lúc nửa đêm nhớ về lỡ buồn ngút lúc khỏi yêu về tìm con đường tình sự nằm đấy đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xương đường chẳng riêng hay chung mình chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm anh đến với em với tất cả tâm hồn em đến với anh với tất cả trái tim có đến với nhau buồn mang trong đớn đau một lần cho mãi nhớ thương dài lâu đường chẳng riêng hai chúng mình đến khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng đầu tiên cho hỏi cảm xúc đi. Cảm xúc của ca sĩ Minh Tuyết. Chị vỗ tay liên hồi luôn, chị sao thế? Khi mà chị nghe giọng ca của Bằng Kiều. Bằng Kiều. Em trai bên đây. Vâng. Em phan một phát một cái chị hết giật mình. Thì ra giọng của người tình của chị làm chị nhớ ảnh quá trời. Hát hết hồn luôn nha. Anh Kiều ảnh hát á, tuy rằng ảnh lên cao, ảnh sắc bén nhưng ảnh rất là nhẹ nhàng em mà. Nhưng mà thực sự em có những cái phát âm á, em bắt chước anh Kiều giống. Đặc cái đặc biệt nữa là tướng em cũng khá khá giống anh Kiều. Mà người ta là Bằng Kiều, ông này ông hát bằng bằng. Hát như súng nổ. Cho nên em đã đem đến cho chị rất là nhiều cảm xúc. Vừa em xong lại đến người kế tiếp làm chị nhớ rất là nhiều. Đó là chị Như Quỳnh, là người con gái bật áo đầm trắng đây. Và lúc em hát á, chị thấy em có những cái động tác rất giống chị Quỳnh. Rồi hay gì nè. Em đưa tay vậy nè, chị Quỳnh chứ hay vậy nè. Đó, em có những cái động tác rất là giống chị Quỳnh. Thì cảm giác nó lại ùa về với chị. Rồi lại kế tiếp thì lại là Đàm Vĩnh Hưng. Chị thấy em hát rất rất là giống. Chị chúc mừng em. Người cuối cùng đó là nữ ca sĩ Lệ Quyên. Thật sự nha, ngày hôm nay chị thấy á, bốn người này nè, đặc biệt là ba người này nói về thần thái rất là giống. Nếu trong bóng đêm á, nhìn rất là giống thần tượng của mình. Còn em á thì được cái trong bóng đêm em lùn giống anh Bằng Kiều. Thì chị nói là về thần thái. Còn riêng Lệ Quyên thì lúc em hát thấp mấy câu đầu vô chị giật mình á, rất là giống Quyên. Nhưng mà khi em lên cao á, em cố gắng giữ cái cao độ của mình cho nó chuẩn một chút xíu. Em lên cao em hơi bị ra khỏi Lệ Quyên một tí nhá. À, nhưng mà nói chung là bốn giọng hát này là bốn giọng hát chị rất là quen thuộc, đã đem đến cho chị rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các thí sinh. À, đầu tiên chắc phải đi từ bên này hả? Xin chào bạn. Bạn tên gì, bạn đến từ đâu, bạn bao nhiêu tuổi? Em tên là Vũ Quốc Tấn. À, hiện tại em đang làm kinh doanh tự do. Thế thì không biết là
trong bình thường cuộc sống của em á, em có thích âm nhạc hay không và em đã từng đi biểu diễn ở đâu chưa? Dạ, em rất thích âm nhạc nhưng mà em chưa có dịp nào được biểu diễn hết. Đây là sân khấu thứ? Dạ, lần đầu tiên em được lần đứng đầu tiên một lần tay cho bạn. Dạ. Dạ. Yeah. Đó là một sự nỗ lực và cố gắng đúng không ạ? Tí xíu nữa mình sẽ tìm hiểu thêm về bạn nha. Tiếp tục ạ. Wow. Em chào chị Quỳnh. Dạ, em là Thanh Hiền. Em đến từ quê hương Bắc Ninh ạ. Năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. Thế tại sao em lại biết đến chương trình này và em lại muốn đăng ký tham gia? Dạ, em biết đến chương trình thì rất là tình cờ và em cũng đã thần tượng cô Như Quỳnh từ rất lâu rồi ạ. Trời ơi, đứng kế mấy người dịu dàng các em cũng cảm thấy em rất là nhẹ nhàng luôn á. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Chị đi bình thường thôi, chị bẻ mất con hồi nữa chậm sống em tại dịu thấy... chị nổi đâu. Chào Lệ Quyên nè, tới Lệ Quyên nè. Đấy, được. Lệ Quyên, em tên gì, em đến từ đâu? Quyên tên thật là Trần Thị Như Mai. Hiện đang là sinh viên và công việc làm thêm của em là đi hát à? Thường em đi hát phòng trà hay là em đi hát tại những cái sân khấu hay là những cái tụ điểm nào? Dạ thưa, em hát ở phòng trà và hát đám cưới, hát nhà hàng. Em đi tham gia biểu diễn nghệ thuật được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thì em đi làm để kiếm tiền thì nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được đứng trên một cái sân khấu lớn như thế này cùng với quý vị khán giả. Và thí sinh thứ tư. Em tên là Phùng Tuấn Phong, em đến từ quê hương Hải Dương. Em hiện tại đang là ca sĩ tự do. Và đến với chương trình này thì em cũng đã được xem chương trình mùa 1 rồi. Và cũng rất mong muốn là được học hỏi thêm, được va chạm thêm với một phong cách mà em đã theo đuổi từ rất lâu rồi. Đó là phong cách của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và cũng như thử sức với cuộc thi ca sĩ thần tượng 2019. Cảm ơn anh, chia sẻ rất chân thành. Và em mong là giám khảo người dưới sẽ nghe được trái tim của anh, tiếng lòng của anh. Sau đây là phần nhận xét. Em mời anh Thành ạ. Báo trước cho các bạn một tin buồn là nhân vật này sẽ là một đối thủ rất nặng ký của các bạn. Hãy cẩn thận với anh Thành Vĩnh Hưng. Nói với ba bạn này á, trong bóng đêm cái bạn giống nhất là Lệ Quyên. Và tôi nói thiệt với bạn luôn nha, bạn là cái người mà thể hiện Lệ Quyên mà giống nhất từ hồi xưa tới bây giờ, cả về linh hồn lẫn về cái âm thanh tạo ra. Nhưng mà vấn đề của bạn đây là vì bạn tạo ra không tinh tế nên lâu lâu bạn bị oét, nên đôi khi mình nghe nó không có tốt. Rất giống ở vài chỗ nhưng mà cực kỳ không giống ở những chỗ khác. À, có nghĩa là bạn phải hát bén hơn, sắc hơn, âm thanh cái miệng vòm chúm chím lại, không có được mở ra quá rộng khi bạn lên cao. Tại vì chị Quyên sẽ không mở ra như thế. Và bạn Như Quỳnh, trời ơi, bạn hát bao lần tôi nhớ idol tôi dễ sợ luôn. Mà tôi nghĩ bạn chắc phải yêu Như Quỳnh lắm mới hát được giống như vậy. Thật sự bạn có cái tâm hồn của Như Quỳnh bên trong, chứ không chỉ đơn giản là hát cái voice không đâu. Nhưng bạn vẫn phải để ý sắc bén hơn nữa, phát âm nắng nót hơn nữa. Còn anh Bằng Kiều có duyên lắm. Giọng ra có duyên, bạn đẩy vô một phát giống như là bạn chưởng Kameyoko vậy đó. Cái thùm một cái cầu cho tôi khán giả quan mang. Hát dễ thương nhưng mà phải kiểm soát, êm đềm lại một tí để phát âm chính tả. Nói thiệt, các bạn là bốn người hát hay nhất trong vòng đầu tiên qua các tập cho đến thời điểm này. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôm bao đêm dã rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng tên xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như
làn gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Vừa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghi ngờ, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đơn độc khi ai đổi thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây. Mình em trốn đây một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng em xót xa, vì tình yêu đây sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết khúc hẹn đêm, tình yêu như là gió thoáng qua. Hãy quên em đi. Cha la đi da, đi da, da đi da, cha la đi da, cha la đi da, cha đi da, đi da, da đi da. Người hãy quên em đi. Theo như cá nhân em thì em thấy cô này mỗi tuần có một bất ngờ hoàn toàn khác nhau. Và không biết là ban giám khảo như thế nào dạ. Xin mời anh Trấn Thành luôn ạ. Cưng quá. Bữa nay là thấy tự tin nè. Nó phải như vậy ha. Chỉ có cái nhắc nhở là tại sao người ta là cái vũ điệu mà. Thì hãy quên em đi. Đấy là người ta thế này. Đó là người ta giống như là say rượu, người ta xoay vai mà phiêu phiêu ha. Bà là như kẹp nách, nhưng người hãy quên em đi. Nhưng dịch kẹp nách ra kỳ vậy. Hôm nay thì hát giống nhưng có vài cái chỗ nó không có điều khiển hết được, chắc là một phần do cái vũ đạo nó làm cản trở bạn một tí. Tôi vẫn rất là thích bạn, tại vì bạn là một trong những thí sinh mà tiến bộ theo từng tuần và có những điều bất ngờ và thú vị. Nói chung là cứ Mỹ Tâm là tôi yêu thương bất chấp nha. Chúc mừng bạn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Chúng ta sẽ cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem giám thị Lê Thị Cẩm Ly. Mời cô. Nói quá đáng. Ở đây Ly ghi nhận nơi Trang á, có một cái sự lột xác qua từng vòng, kể từ vòng đầu. Một cái cô gái rất là rụt rè luôn á. Bây giờ mỗi vòng là mỗi khác. Lúc mà giới thiệu cái bài hát này, Ly có quay qua Ly nói với Thành rằng bài này tưởng dễ nhưng không dễ. Nó rất là đều. Mà đối với một cái bài đều khi một người hát rất là sợ. Chỉ có những người nào họ có tên tuổi rồi họ hát, thì cái quan trọng cái thần của mình ra như thế nào, đó mới là quan trọng. Tại vì nó không có chỗ thô diễn cái giọng, nhưng cái thần của mình làm sao mà hút được ở những người xung quanh, nó lại khó. Ở Tâm hát cái bài này, Tâm hát như chơi vậy, như giỡn giỡn, chứ không phải là mình phải gắng sức. Ở Trang cứ bị cái vấn đề đó, tức có giọng nhưng mà mình chưa có điều khiển được như thế, cho nên cứ bị ngắt khúc mà nó không đều. Cho nên là hôm nay mình bị những cái vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng vẫn rất ghi nhận ở Trang cái sự tiến bộ. Chúc mừng Trang. Thiên đàng như trước mắt
còn tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình, để rồi ngày hôm qua oán trách luôn dậy chế. Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết, em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời ngập ngừng lòng lo âu, hát câu kinh nguyện cầu trời hôm nay mưa nhiều bảo này. Thế hôm nay con thấy thế nào? Con tùy mẹ. Anh, con gái tôi nó tùy tôi, thế anh thấy thế nào? Rồi trách móc, trời không gần cho tay với. Tên không xóa
Nhã Thanh và Lê Trang. Nếu như quý vị vẫn còn nhớ thì Nhã Thanh của chúng ta trong cái vòng thần tượng á, thì bạn ấy hóa thân thành ca sĩ Ý Lan. Nhưng lần này thì bạn ấy đã quyết định thử sức mình với một sự hóa thân mới nữa, đó chính là ca sĩ Thái Thanh. Thái Thanh xin kính chào tất cả quý vị. Còn Mỹ Tâm sao? Chào mọi người luôn đi ạ. Một lần nữa gặp lại, trước tiên là ban giám khảo cũng như ban tổ chức chương trình. Chào quý khán giả thân thương ạ. Phần hóa thân vừa rồi đã khiến cho ban giám khảo của chúng ta có rất là nhiều những nụ cười. Giám khảo Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Hồi còn nhỏ đó là mẹ anh rất thích cô Thái Thanh, là hay mở những cái băng cassette đó. Mẹ anh còn hay hát cái bài này cho anh nghe nữa, cho nên là Nhã Thanh hát thì anh cảm thấy là rất là xúc động. Cái hình dáng của cô Thái Thanh, một cái khuôn mặt và cái mái tóc như một cái bà tiên vậy đó, và rất là duyên dáng trên sân khấu. Anh cũng rất tin là cô Thái Thanh đang hiện diện ở trên sân khấu. Lê Trang đó thì mình phải giữ một cái bản lãnh của mình đó. Hiện nay thì em đang bị cuốn vào, cho nên khi hai người lại nhìn vào nhau, bắt đầu là tương tác với nhau. Lê Trang bị khoảng 2 lần là em vào bị trễ đi. Nếu mà mình đã đi trình diễn thì mình phải hết sức tập trung. Nhưng mà hôm nay anh rất thích những cái động tác, cái mái tóc của em lắc nhẹ, thì cô Mỹ Tâm cũng làm như vậy. Nhưng mà bây giờ giá như cái bộ đồ đó đựng Kim Tuyến anh Nam nhờ. Dạo này chị Tâm chỉ hay mặc cũng dạng đầm này đấy. Nhưng mà nó nên là màu trơn. Và nó cái vải lì á, cái vải nó không phải là vải bóng hay là vải Kim Tuyến, tại vì cái hình ảnh nó gần với Tâm hơn. Nhưng mà anh cũng rất mong hai em sẽ, nếu may mắn được bước tiếp thì sẽ tỏa sáng hơn nữa. Không biết là ý kiến của chị Cẩm Ly như thế nào ngay bây giờ, xin mời chị. Không thể nào nói gì với Nhã Thanh nữa cả. Giống quá luôn á. Đoạn đầu mà khi mà em ra hình dáng bên ngoài, tóc tai, và đặc biệt là cái gương mặt của em á, nó cũng hao hao giống. Hát lên thì chị thiệt nha, mấy cái đoạn đầu á, chị cứ nhớ cái hình ảnh của cô Thái Thanh hát, chị cứ tưởng như đang đĩa đang hát. Giống lắm luôn. Em về em nghiên cứu sao mà rất là giống. Và ở em ngoài những cái đó, những cái em hát khi mà em gật gù á, cái gật gù nè, và những cái nhấn nhá của em, và đặc biệt cái cuối cũng để ý rất là kỹ nha. Đưa cái tay ra đó, nhẹ nhẹ mà cái tay đưa như vậy nè, quá tuyệt vời. Chị nghĩ ở đây không ai có ý kiến gì hết luôn, không thể nào có ý kiến. Em cảm ơn chị. Còn Mỹ Tâm á, thực sự giọng của Tâm hôm nay, à của Lê Trang hôm nay, nó có vẻ bị tù, nó không thoát ra được, cho nên có những cái đoạn nó mờ, đặc biệt là kể từ lúc mà mình hát bị quên á, mất bình tĩnh tí xíu đó, là cái cô Thái Thanh này cũng cứ phải nhắc nhở một cách rất là khéo léo. Nhưng hôm nay có được những cái như là cái gương mặt Tâm hay có cái kiểu mà nhăn cái nền này, là những cái đá cái đó thì rất là giống, tức là mình đã có thêm được những cái biểu cảm trên gương mặt của cái thần tượng mà mình đang hóa thân. Nhưng mà hôm nay thì để ý kỹ là giọng hát nó không được hay như cái lần đầu. Em nói cố chung... giảm cân quá. À nó mệt hả? Nó mệt hả? Em mới sinh con cho nên là em sợ không có tự tin. Nhưng mà sau cái chương trình này là sẽ đẹp hơn, lấy là tất cả những gì mà mình đáng lấy phải thuộc về á. Dạ em nhờ các bạn ở chung phòng, mà nhất là em Thanh chỉ em đủ thứ. Dạ, lâu quá không có đi hát cho nên là Thanh giỏi lắm. Ok, chúc mừng tiết mục của hai đứa. Còn đối với anh Trấn Thành. Wow, nó phải tới mức độ vậy, nó đi từ cái nấc thang này lên nấc thang khác. Bây giờ mình nói trước về Mỹ Tâm đi ha, là Mỹ Tâm hôm nay thực sự ra tiến bộ rất là nhiều, từ giọng hát cho đến mọi thứ. Dĩ nhiên giống như chị Ly nói, cái âm thanh bằng phát ra cái sắc màu của nó không có đủ vang. Mỹ Tâm là phải thanh mà vang thiệt là vang. Thì bạn phải về cái đó là vấn đề về điều kiện sức khỏe ha. Bạn nghỉ ngơi làm sao cho cái cổ họng mình nó thoải mái nhất. Nhưng về cách hát, cách xử lý này nọ thì bạn đã bắt đầu cho mọi người cảm nhận được Mỹ Tâm trong con người bạn nhiều rồi đó. Động tác mọi thứ, tôi không biết sao chứ tôi vẫn thích bạn. Thật ra lâu lâu quên hát một đoạn chút xíu thì với tôi không đáng kể, là tại vì cái cách các bạn xử lý nó đáng yêu. Tôi thích bạn, thích cái cách của bạn thể hiện trên sân khấu. Khi bạn hát cái bài của Thái Thanh, bạn phải xử lý theo cách Mỹ Tâm xử lý. Đúng rồi, không có bị nhạc. Bạn bị lâu lâu cái bài Thái Thanh, bạn nghe cái âm sắc các bạn cũng bị lái qua đó, em bị lái qua đó. Không được. Khi Trang hát bài của Thái Thanh thì Trang phải xử lý theo cách mà nếu Mỹ Tâm hát bài đó, Mỹ Tâm sẽ làm vậy. Bây giờ Trang hát lại đi, không có nhấn cái nốt chốc mà hát bình thường thôi. Nên đến trăm lần nhất định. No, không có nhất. Mỹ Tâm không bao giờ nhất. Thẳng, mở to miệng ra, vang thẳng đàn ông hơn ơi. Nên đến trăm lần rộng ra, đúng rồi. Đúng rồi, nhất định mình chưa yêu đó, hiểu chưa?
Nếu Mỹ Tâm hát, Mỹ Tâm sẽ hát như vậy. Tại em thấy Thanh hay quá, em nói thiệt. Không được, không có được rồi. Để đi thi mà. Em cứ nhìn, em nhìn diễn là em không có nhớ lời luôn. Bà đi thi, bà bị nhiễm người ta. Nhớ nha, nó phải như vậy. Còn Thái Thanh thì nói thật sự, bạn Nhã Thanh hôm nay bạn làm cho tôi nó sống lại cả một vùng trời ký ức. Ôi bạn ra từ cái động tác, bạn cái nhịp thở bạn, tôi tin là bên trong bạn, bạn tin bạn là Thái Thanh luôn á. Bạn nhập hồn tới cái mức độ mà bây giờ nhắm con mắt lại là thấy là cô Thái Thanh trên sân khấu luôn á. Nó đúng từng nốt, từng chữ. Cái cách mà bạn ngầm cái chữ cuối để, bạn, để ngân á, đúng bạn rồi ngân, đó. Bạn ngân, bạn ngân, bạn âm đóng á. Đó, đúng rồi. 18 y chang mà cái cách nấc cũng giống. Rồi chơi hốp. Cái đó là cái hay đó, xuất sắc luôn. Hai bạn ráp lại á, cái cách mà các bạn biểu hiện trên sân khấu, nó tạo thành một tiết mục rất là dễ chịu, rất là đáng để xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tuyệt vời. Cảm ơn tay cho hai bạn. Cảm ơn anh ạ. Minh Tuyết nhập thử coi. Minh Tuyết nhập nè, chị Khải Như nè. Thành phần ban giám thị nè. Okay. Tuyết thì Tuyết thấy Như, Khải Như. Ủa lộn à. Em xuống lắm, ngồi đây em thấy cái sân khấu của mình rất đẹp. Và khi mà các thí sinh đi ra, giống như là em đang thấy ở trên sân khấu của Thái Thanh và chị Mỹ Tâm thật. Em có vài lần vinh hạnh là diễn chung show với chị Tâm, thì em đứng ở cánh gà, em thấy chị Tâm á, cái cơ mặt và cả cái sự đung đưa của chị á, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ở trong đó không, em không biết anh Thành có cảm thấy không, nhưng mà hơi đàn ông chút, hơi đó, men một đã chút nói xíu rồi, men lắm. Thì cái cô này cũng có cái đó. Mà riêng em hôm nay thì em thấy là hai bạn này giống như là bị nhập hồn á, những gọi là gì nhỉ, nhập giai. Xuất thần. Xuất thần á hả? Và tiết mục này là tiết mục xuất thần, em thấy vậy. Một tràng hối tay cho tiết mục vừa rồi. Rất là nhiều ạ. Cha quánh đờn nào mà diễn sâu quá vậy? Dạ. Hả? Quánh đờn thôi mà làm gì cho người ta ôm vậy? Em nhận của cô ta bao nhiêu tiền để được ôm? Em quánh đờn thôi mà làm gì em diễn sâu dữ vậy? Này là người ta tuyển về chứ đâu phải là vừa đâu. Nói giỡn với hai đứa có quen nhau ngoài không? Sao tình tứ vậy? Vậy mới là diễn chứ. Anh được cái anh nhiều chuyện lắm nghe. Xin được trân trọng giới thiệu vũ đoàn Phương Việt. Tưởng hai đứa nó yêu nhau tôi mừng rỡ. Thiệt tình. Ngân, anh nói em nghe nè, hôm nay em hát rất là tốt. Và em hát rất là giống Tràm. Và phải hát như vậy, người ta mới thấy rõ ràng mình có mặt ở đây là xứng đáng. Vấn đề duy nhất trong cuộc đời của em Ngân à, là em không tự tin. Em tin là em làm được. Trong khi em đẹp đẽ, em hay ho, giọng em rất là đẹp. Mà em chả bao giờ tin em làm được cả. Em ra em cứ ngạo nghễ lên làm gì mà em lúc nào em cũng cảm giác là mình không làm được, làm gì cũng không dám làm mạnh mẽ. Thành, cái điều Thành nói mà kém tự tin đó là thể hiện ở cái câu phiêu đầu tiên á. Lúc đó vào, anh đang nghe cái tiếng piano rồi cái khung cảnh bồng bềnh sương khói. Em tựa trên cái cây đàn đó là đã thấy thích, thấy ưng rồi. Sau đó em phiêu, lúc đó có bè nữa nhưng mà em bị chông chênh ở cái đoạn đó lắm. Nó không có đi vào. Nhưng mà sau đó thì em đã bình ổn cái tâm trí, bắt đầu là mới hát. Thì lúc đó mới thực sự là đi vào. Cái bài vừa rồi của em á, là em giả giống như là nó quá sức là hoàn hảo á. Mà anh không biết là lúc em không giả Hương Tràm thì chất giọng của em như thế nào Ngân? Hát lại câu mà giọng em coi, cái bài này coi. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay. Mày giống luôn rồi. Giống, âm sắc. Sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. À, bé này hát giọng vang hơn tí. Có nghĩa là cái âm nó bén và nó thoát ra hơn tí. Nhưng mà cái e là giống Tràm. Nếu mà nói về cuộc thi thì em đang tốt. Nhưng mà nó mà mai mốt mà để phát triển sự nghiệp riêng thì cố gắng tìm cho mình một cái chữ ký mới. Nếu như em sau chương trình này muốn trở thành ca sĩ thì giống như anh Trấn Thành, phải tìm được cái con đường riêng của mình nhé. Và ngày hôm nay một tràng hối tay cho Thu Ngân. Cảm ơn rất nhiều. Còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen.
bon chen. Tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình ta lắm thương đau. Tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen. Tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau. Tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không, 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 không. Có không? Chắc phải có mới làm. Nói cái đợt cuối là nói. Một tràng hô tay cho Lê Trường. Phía dưới ban giám khảo bàn luận rất là xôn xao về cái phần này. Không biết là anh Trấn Thành đang nói với chị Tư điều gì ạ? À, Tuyết nói là có, chú có hát gì không? Anh Elvis Vương là lâu lâu ảnh có hát thì kiểu là ảnh nói và ảnh thét lên. Cho Tuyết hỏi là cái bản live của chú là chú có thét lên như vậy à? Dạ có chị Tuyết. À ok. Khi mình la phải cẩn thận anh nhé. La phải êm ái hả? Có melody hả anh? La nó có thái độ một tí. Thái độ. Không, không, không. Cái gì? Cái gì? Không, ý em nói là la là nếu la là phải có thái độ. Anh tưởng em phản đối anh cỡ chứ. Cỡ như cưng cưng la thái độ đi cưng. Không, không, không. Đó là thái độ đó anh. Anh hỏi nha, để em trả lời lại như nha. Ừ. Dạ. Em đi show không em? Đi. Anh ơi, cái bài này anh hát theo cái version studio hay là version hát live vậy? Thâu âm. Bản thâu âm. À, bản thâu âm hả? Bản thâu âm à. Em khuyên anh là nên chọn hát live. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều những cái đặc trưng mà khi hát live với người ca sĩ đó mới xử lý. Ban nhạc cho em xin dạo dạo xíu đi. Em làm cho anh coi cái cách này nha. Intro nha, thử nha. Không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, rất giống. Cảm ơn ban nhạc. Rất cảm giống ơn. Thật sự. Cảm ơn anh Phương, anh không hát đều. Em ơi là hai chuyện nó đi liền với nhau. Em đưa cho anh thêm cái chiêu này để khi anh hát những cái phần sau của anh, làm cái version live nó thú vị hơn, nó có nhiều cái cho khán giả coi hơn. Thường thường thì cái bản thu âm mình bao giờ cũng phải chỉnh chu,
Nhưng mà nói về tâm trạng thì nó không có. Tại vì tại cái thời điểm đó, cái bài hát đó sẽ là một cách xử lý khác. Tại ở một cái thời điểm khác, ở một cái ngày khác nó sẽ là khác nhau. Nó có rất là nhiều thứ cho nên là nó đa dạng và nó màu sắc, nó hay hơn nhiều. Đối với cái bài Bốn Người Vòng Lộ Diện á, Ly cũng chấm Lê Trường là người giống nhất về hình thức, cả về giọng hát. Nhưng mà qua tới cái bài này lại thấy nó giảm đi rất nhiều. Còn về cái phong cách á, thì Trường có. Lúc đầu của chú như vậy là có. Chú đứng cứ hay nhúng nhúng tí xíu vậy nè, chứ không có đứng yên vậy. Cái mà hơi khung khung chút xíu. Thì đó. Hơi trùng cái chân là chút xíu. Người chú lúc nào cũng thẳng tưng như thế này, mắt bao giờ cũng nhìn thẳng. Hát khí khái, dùng từ là khí khái lắm. Lê Trường có rất nhiều. Nhưng mà trong bài này thì nó không giống chú nhiều bằng cái bài đầu tiên. Cái quan trọng nhất là em chấm mình có truyền tải được cái con người, cái tâm hồn của cái người đó hát hay không. Không thể một sớm một chiều được. Mỗi người đều có một cái âm sắc, một cái thanh âm khác nhau hết. Nhưng bởi vậy người ta chấm ở những cái nét đặc trưng trong giọng hát. Và cái thứ hai, nếu được cái hình thể thì nó là một cái tổng thể tương đối, chứ không thể nào tuyệt đối hoàn toàn 100%. Mọi người đã nói về thí sinh rồi, nhưng mà cái ca khúc này á của chú Nguyễn Ánh Chính làm cho Nam gợi nhớ lại cái kỷ niệm về chú. Chú rất là hiền, và có một lần á dàn dựng với chú đệm piano. Cái cây dương cầm đó thì bây giờ vẫn nằm ở tại nhà Nam, và chắc chắn là Nam sẽ không bao giờ bán cái cây đàn đó. Đó, và cái ca khúc Không này thì nó cũng là một cái ca khúc vô cùng nổi tiếng, đã được Diva Đặng Lệ Quân phổ lời Hoa rồi lời Nhật nữa. Và nó nổi tiếng khắp châu Á luôn. Với phần thể hiện của Elvis Phương, Lê Trường thì anh cũng cảm thấy được nuôi lại đong đầy những cái cảm xúc đó. Cảm ơn Lê Trường. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cảm ơn anh Lê Trường. Thời gian trôi qua.
cánh hoa rừng. Qua bao tháng mong tin xa mà người tình không trở lại, buồn liếm kín cả tâm hồn, lan lan khóc nhiều hơn. Nắng lặng tháng từng đêm trắng, qua bao gánh đá treo leo, ôi lan lan, ôi lan 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 chết trên sườn đèo. Ôi lan lan, ôi lan 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 chết trên sườn đèo. Hỗ tay cho Thanh Hiền. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Một nàng rất là nền nã, rất là nhẹ nhàng, hòa trong một cái bài dàn dựng rất là đẹp. Mà hôm nay là Thanh Hiền phải phân tâm giữa hai cái việc nữa. Một là làm sao để cho mình giữ ổn định cái cột hơi, để mà vừa phải giống từng câu từng chữ với thần tượng của mình là ca sĩ Như Quỳnh, rồi lại phải di chuyển rất rất nhiều luôn và diễn xuất lên trên tầng kia, rồi lại leo trên cái tảng đá lên xuống. Nó sẽ ảnh hưởng đến em phải biết phân bổ và hết sức tập trung thì mới có thể hoàn thành được cái bài thi. Thì anh rất rất là thích cái màn dàn dựng này, sự thể hiện của em, cái sự hòa nhập vào trong cái nhân vật La Lan này rất là xinh. Một trang phục của cái cô gái miền núi rất là dễ thương trong những cái câu hát. Anh vẫn thấy là giống hình ảnh của chị Như Quỳnh. Nhưng mà giống bao nhiêu phần trăm thì các vị giám khảo còn lại sẽ phân tích về giọng hát. Nhưng mà đối với anh thì anh rất là thích. Cảm ơn Nam rất là nhiều. Còn chị Minh Tuyết này sao ạ? Thực sự rất là thông cảm cho Hiền. Bởi vì nói thật, chị Như mà vừa nhảy vừa hát thì cũng chưa chắc chị Như hát được. Cái cục hơi không thực được vững thì Tuyết rất là thông cảm cái điều đó. Qua dòng trước và dòng này, Tuyết nghiệm ra một điều nè. Khi mà Hiền hát những cái bài mà có tiết tấu nhanh á, thì Hiền bị mất cái ngân của chị Như. Và cái đó là cái đặc trưng của chị Như. Mà trong cái bài này, hoàn toàn những cái câu đầu á, là hoàn toàn mất hết những cái đuôi ngân. Tôi xin kể ra nơi đây. Với chị Như á, chị sẽ ngân cái đuôi. Còn bạn là tôi xin kể ra nơi đây. Chuyện một đời nữ đẹp như đóa hoa lan rừng. Nó bị ngắt như vậy. Nhưng chị Như chỉ luôn luôn cái đuôi chỉ có cái độ ngân cả. Dù nó ngân rất là lẹ. Thì bạn bị mất cái đó, với lại mấy câu đầu bạn hát sau mà đưa lên giọng mũi nhiều quá. Chị Như chị không có cái đó. Chị Như cái độ vang của chị rất là sáng. Nhưng mà về cái phần sau khi mà bạn xuống dưới đây rồi á, thì nghe cái âm sắc chị Như ở trong đó nhiều hơn một tí. Chắc có lẽ lúc đó bình tĩnh hơn. Nhưng mà nếu mà so với tuần trước thì bài này vẫn thấy chị Như nhiều hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay đúng là cũng hơn tuần trước rất là nhiều, có Như. Mà chị thích nhất là rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp luôn. Nhưng mà có điều là em phải để ý là tuần trước và tuần này em đều bị căng thẳng trên gương mặt, người ta nhìn thấy rất là rõ. Mà cái bài hát này lúc đầu là cái cô La Lan này cũng rất là đẹp, cổ dễ thương. Và cái sự lúng liếng của Như Quỳnh á, thì nó có nha, chỉ là e ấp dịu dàng. Em bị căng thẳng về cái gì đó, em mất tập trung, cho nên là mặt em là thấy rõ ràng khi em hát. Cái mặt em nó căng lắm, nó không có cười như bây giờ. Bây giờ cười rất là tươi, đã đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Chị ngồi với là chị tấm tắt cái mái tóc rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. Thật sự phải nói lúc mà chị Tư khen xinh thì cũng mới cười một cái thì rất là tỏa sáng luôn. Nãy hơi đẹp, tiếc. Rất nãy là đẹp. Tiếc là diễn là cái mặt hơi căng thẳng, không cười miếng nào hết trơn. Anh Nam khen xinh thì không có cười. Cô Tư khen rồi mới cười. Cười lại với anh Nam cái là cười nè. Chị hết anh chưa? Em cười cũng cười sai nữa. Thí dụ anh Nam mới nói như vậy rồi có nghĩa là em phải sợ như thế nào em mới không cười. Thì bây giờ em cười lại với anh Nam em mới cười. Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi. Nghĩa tình mấy chục năm trời, Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời không quên. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Giờ chia tay lần
cuối gượng cười. Mà nghe tim đớn đau dạ dày, tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu chắc lòng tôi. Đường em đi lụa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận bè bà. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Lều tranh đôi quả tim mơ, giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượm cười với chào biệt ly. Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượm cười với chào biệt ly. Và đó là Tuấn Minh. Đúng với tinh thần luôn. Chào luôn anh ba. Dạ chào. Nhìn hai anh MC rất là giải đẹp. Trí. Đúng là tiêu chí của anh Trấn Xịn. Anh thấy như thế nào ạ? Vui vui nha, vui à. Giọng ca của anh là giọng ca tích cực. À, thí dụ như người ta nghe ai hát nói y giọng này hát dở nè, hi, giọng này hát khàn nè, đó là năng lượng tiêu cực. Còn nhìn anh nói y anh này hát vui nè, đó là năng lượng tích cực, anh thấy không? Hát à, vui. Vui à. Nó luôn luôn nó bị, nó bị nằm ở cái ranh giới giữa giống và không giống nha. Anh cứ bị thế này, có nghĩa là thoạt nghe thì sẽ rất là giống, nhưng mà tại sao nó không giống? Là tại vì nó không có những cái tinh tế. Có nghĩa là anh Ngọc Sơn, mặc dù cái chữ nó bẹt, nhưng mà nó bẹt theo một cách nắng nót, chứ không phải là bẹt ngang như bạn. Ơi là anh Ngọc Sơn không bao giờ hát vậy. Người ơi, đâu ra anh hát câu đó đi. Nuốt lệ. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi. Em đang rung anh đó. Nuốt lệ mà đi người ơi. Quá đáng trời ơi. Minh Sù, em bị cũng phải có chiêu chứ gì hả? Bé, em tự trọng đi. Em xin lỗi chị. Người ta rung bằng dây, em rung bằng tay. Dây gì? Dây chằng gì trong dây này? Trời ơi, dây chằng gì trọng? Dây chằng là đầu gối bà ơi. Trời đất ơi. Bà hát mà đầu gối hả? Khổ thế sợ luôn á. Con nhỏ này thiệt á, từ ngày nó bận cái bánh kem cho nói câu nào cũng đặt. Thực sự là bạn này bạn có nghiên cứu chứ không phải không đâu. Nhưng mà vì bạn hát á, cái nốt của bạn nó hay bị gãy lắm. Anh Sơn ảnh luyến rất là ngọt, ảnh luyến nốt không bao giờ bị gãy nốt, và cái nốt ảnh rất là chuẩn chắc. Cho nên vì bạn luyến bị gãy và nốt bạn không chuẩn chắc, cho nên những cái nhấn nhá của ảnh bạn làm chưa có được tới nơi tới chốn. Bạn cố gắng về hát cho nó chuẩn nốt thứ nhất, thứ hai là cái luyến lấy đừng có bị gãy, thì nó sẽ ra anh Sơn rất nhiều. Vì bạn có một cái mà rất ít người bắt chước được anh Sơn, đó là cái độ sáng, độ vang trong cái giọng của bạn. Đó, bạn chỉ cần về tập cho nó chuẩn bài nào, chính xác bài đó, hát luyến lấy ngọt ngào chứ là bạn sẽ ok. Với dòng sau tập hít đất đồ vô. Dạ. Bỏ micro chạy. Anh Sơn hát xong có vụ hít đất rồi đó, rồi nhảy mang cô chất xinh. Có, nãy có một đoạn nhẹ. Khoan, vút, để vút. Dành chiêu mấy dòng đúng sau rồi. Xài. Đừng bung ra hết. Ủa nhưng mà anh Sơn cái đoạn cuối anh quay giọng anh đưa tay lên vậy à? Không, cái đoạn nhảy chân sáo là của ổng nha. Cái đoạn đó là ổng vui, ổng hát xong mừng á. Ồ vậy hả? Dạ dạ. Thôi em không sao, bình tĩnh nha. Không rồi, sao xong, cả, xong. Không cố lên. Cố lên.
mời mời chị Tư đi. Chị Tư trước. Chị Tư đang nghĩ gì ạ? À? Đang đắm chìm trong bài hát của Quang Anh. Bài hay quá. Tại vì thật sự ra khi Quang Anh đi từ trong cánh gà bước ra thì Lý có quay qua, Lý có nói tiếp: bảo đảm hay. Tại vì trong cái tướng đi của Quang Anh á là đã thấy Tuấn Hưng trước trong cái dáng đi rồi. Nếu mà đã giả Tuấn Hưng rồi mà không có gentleman, không có mạnh mẽ, không có nam tính á, thì không phải là giả Tuấn Hưng. Anh có cái đó rất là mạnh luôn á. Em phải nói một câu là như vậy. Bước lên sân khấu rất là thu hút những người con gái. Trong cái tướng đi của Quang Anh á là đã thấy năng lượng tỏa ra. Và khi Quang Anh ra đây thì bắt đầu vào bài hát, cất cái câu đầu tiên, cái âm xè là dùng cái âm xè nữa, nó rất là nhiều. Hát thử Quang đi. Anh thử dùm đi. Bao ngày xa cách nhau. Xa, mấy cái đó là Hưng rất là nhiều. Và cái đó là cái riêng của Hưng, là hát rất là tốt. Và ở đây, ở Quang Anh, mình có cảm nhận thêm một cái là giống Hưng về cái lực. Thì ở gần những cái cuối câu, Hưng sẽ thả nhẹ xuống. Nó có cái tình ở trong đấy, có sự lãng tử. Tuyệt vời, vì rất thích tiết mục này. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam à? Tối nay có hai anh chàng Tuấn Hưng thì đều cảm thấy rất là hài lòng. Cả hai anh chàng này, thứ nhất là cả hai anh chàng đều có cái nội lực, cái lửa bên trong, và đặc biệt là không thể thiếu sự nam tính. Giống như một gã lãng tử đào hoa thì hai anh chàng này đều có hai cái tố chất đó trong cách thể hiện ở trên sân khấu, và có cái niềm đam mê, anh thấy rất rõ. Và đối với Quang Anh đó thì các anh chị đã phân tích rồi, anh thì thấy thích em ở những chỗ tức là rất là mạnh thì thể hiện ra hết, nhưng mà có những đoạn nhỏ và rất là tự sự đó, thì những cái đoạn nhỏ đó nghe cũng rất là ghiền tai. Nhưng có những đoạn lên tông và sau đó lên cao vút nhất á, thì những cái đoạn đó là thường anh Tuấn Hưng là sẽ không gian vang vọng bởi cái giọng ca của ảnh, bởi những cái nốt cao nhất của bài hát luôn. Thì trong bài này á, cái điều đó em chưa đạt được. Nếu đạt được nữa là thôi, đốn tim tất cả mọi người. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái tiết mục này nó cũng đã là một cái sự phê hài lòng rất là phê. Thì em đã một cái bước thành công rồi. Lát nữa hòa thanh thì em phải dữ dội hơn nữa nha. Một tràng pháo tay chúc mừng anh. Cảm ơn. Một ngày sống với ước mơ, một ngày vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần ơn. Và bây giờ xin mời cảm xúc của ban giám khảo. Đầu tiên là mời anh Hoàng Nhật Nam trước ạ. Cái ca khúc vừa rồi là một cái bài song ca rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào. Nam Ánh có một chất giọng cao và được khen như những cái vòng trước. Tuy nhiên là anh nghe trong những cái đoạn đầu á, anh không có nhận ra là ca sĩ nào. Bùi Anh Tuấn thì cũng không giống, mà anh nghĩ chắc là Nam Ánh đang là chính em. Những cái đoạn lên cao cao bay thì một số đoạn thì anh thấy có cái màu sắc của Bùi Anh Tuấn, nhưng mà không thực sự đặc sắc. Cái đó là phần của Nam Ánh. Còn về phần của Thu Ngân thì anh thấy có cái màu giọng Hương Tràm và rất là trải, rất là da diết trong cái giọng hát. Anh vẫn chưa thấy thực sự đã lắm. Anh cũng khen hai bạn là trong phần kết hợp vừa rồi có sự kết nối giữa hai bạn, và cũng dặn một chút ở Thu Ngân á, là trong những cái bước đi trên sân khấu mình á, thì em có nhớ là lúc mình bước qua cổng hoa mình bị chao đảo không? Đó, mình bước chéo nhiều quá, cho nên là hết sức lưu ý mình diễn như thế nào đó, nhưng mà ý là mình phải giữ cái cảm xúc của mình để mỗi cái bước chân nó có sự chắc chắn, chứ đừng như là MC Khải Như bên cạnh là cứ bung xỏa các kiểu, đôi khi còn nói Nam, anh sao vậy Nam? Đó. Em mà đi qua cái cổng hoa này là bao đẹp luôn đó. Thử. Đâu em thử lại cho một nét nhạc ạ. Tém téo qua bên phải để cho chị cho Như một đi nét thử. Nhạc để MC Khải Như đi vào ạ. Trong cảm giác thất tình nha em. Cảm giác thất tình, bài này thất tình mà. Hoàng em nhớ coi 10 năm về trước à rồi. Cái mặt thất tình vô, mặt buồn vô, buồn vô, mặt buồn. Đúng, da diết. Hái nhẹ một cái bông. Ban nhạc đánh lòng mẹ, ban nhạc đánh lòng mẹ. Vô. Vô. Lòng mẹ bao la như biển. Vô nhạc tôi mới hát luôn. Dạ thôi được rồi ạ, em vui vui chương trình như vậy là vui rồi ạ. Dạ. Thật sự là rất là khó khăn, nếu mà đi đôi giày cao gót mà đi vòng vòng cái cổng hoa này á, mà phải hát mà phải vừa phải giả giọng của Hương Tràm nữa, thật sự rất là khó. Và em binh vực thí sinh này một chút xíu, đó là theo em biết là cái bài hát này là Hương Tràm song ca với Cao Thái Sơn, thì bạn Nam Ánh thì lại không có được cái bản để mà nghe
nên không thể nào mà hát giống được, đúng không ạ? À? Đúng không em? Dạ, một tràng pháo tay dành cho bạn đi ạ. Bé nói đúng. Dạ, xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Thấy Ánh hát là tại vì nó không có cái, không thấy Bùi Anh Tuấn ở đấy. Đúng, thật sự em đã cố ý em làm cho cái giọng em nó vòm như thế này, nhưng mà nó lại không ra, nó vẫn còn nặng. Giọng của Tuấn là nó nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chị ghi nhận một điều là giọng của Ánh rất là đẹp, tốt, hát cao, chắc tất cả mọi thứ luôn. Ánh với lại Ngân hôm nay, cái điều chị khen nhất đó là tụi em là một cặp hát. Chị đang nói về chất giọng để biểu diễn bài này thôi ha. Nó rất hòa quyện, nó rất là tình, nó rất là mượt. Khi mình hát đôi với nhau, hòa quyện được với nhau mới là hay. Thì tụi em hai cái giọng có thể quyện được với nhau. Ở Ánh thì bị như vậy, là cái giọng mình không được giống lắm đối với Tuấn. Còn ở Ngân á, lúc trước cũng đã nghe là em có cái giọng trầm, dày, lực. Nhưng ở bài hôm nay nó không như bài trước. Em cẩn thận coi chừng nha, tại vì chị thấy em phản phất tâm rất nhiều trong bài này nhá. Hôm nay em hát nó có vẻ trong hơn nhiều, tràm dày nhưng lực trầm, nhìn nghe nó dày lắm luôn. Tâm có lực, hát lực luôn, nhưng mà hai cái giọng nó gần gần với nhau nha. Nhưng mà của tràm là em nghe nó trầm nhiều hơn và nó dày, thì lần trước em làm ra. Hôm nay nếu em được đi vào vòng trong, em cẩn thận. Hôm nay là nó bị hơi bị lệch lệch tâm một tí xíu. Nhưng mà nói về bài hát của hai đứa thì hai đứa hát rất là tốt, rất là hay. Và nên nhớ, hôm bữa giờ nói tất cả các thí sinh rồi, khi mình hát đôi, đừng có phải nghĩ hát đôi. Giao lưu với nhau, kết nối với nhau. Nhưng không chỉ riêng mình, ở phía trước còn khán giả nữa, sân khấu phía trước nữa. Cho nên tụi em đừng cứ nhìn nhau hát hoài. Tới cuối bài, Ngân nó mới bước ra đây được tí xíu. Còn không thôi hai đứa dính cục ở đó, không có nhúc nhích gì, cứ nhìn nhau đắm đuối, say đắm gì đó. Cái đó là cẩn thận nha em. Cái ăn gian góc nhìn thì đã nói rất là nhiều với tất cả các em rồi. Cái đó là trong nghề luôn, sau này tụi em làm nghề luôn, chứ không phải trong cuộc thi này để mình lấy hình đẹp. Mà khi mình ra sân khấu cũng phải vậy ha. À, và bây giờ sẽ là nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Trấn Thành, mời anh. Hai bạn là hai giọng hát tốt. Tại vì cả hai bạn đều là những người có chất giọng đẹp, xử lý, khéo léo, kiểm soát cái giọng hát mình tốt. Nhưng mà nói về thần tượng thì hôm nay hai bạn rất quớt hết. Cái cô bé làm hương tràm, Thu Ngân ạ. Thu Ngân, vài câu được, vài câu rất tràm. Mà nó là vài câu thôi nha em nhé. Còn hầu hết là không có tràm. Nó phản phất cái đi đâu, giống đúng như chị Ly nói là nó có mang cái màu của tâm nữa rồi. Thành thử ra em phải rất kiểm soát. Tại vì tràm hát cái âm hơi ồ, cái âm thanh nó hơi vòm và hơi đục đục, nên là thế. Chứ đừng có thẳng băng như vậy thì nó không ra lắm. Còn cái bạn nam á, dĩ nhiên tôi biết cái nỗi khổ của bạn là bạn không có cái version nào để bạn nghe, để bạn cảm nhận và bắt chước. Nhưng mà mình đã nói rồi, nghiên cứu, mình phải nghiên cứu. Bình thường là hai lối riêng, là nam bình thường. Còn Tuấn là hai lối riêng, đúng không em hiểu? Đó là những cái chữ ký của người ta này vậy đó. Đó thì nó có những cái như vậy, em phải để ý được. Cái gì cũng vậy, học tài thi phận ha. Lâu lâu mình cũng bị vướng vào nhiều vấn đề. Nên thôi, chấm điểm nào. Vâng ạ, cơ hội thì chỉ có một thôi. Các bạn đã có những cái giây phút thăng hoa trên sân khấu với những thử thách của chương trình. Và bây giờ, để bình chọn cho thí sinh Nam Ánh. Nam Ánh, xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Anh chọn hay chờ hay loại? Rất tiếc là Nam Ánh dù có giọng hát rất là đẹp, nhưng mà ngày hôm nay thì không giống với tiêu chí của chương trình, cho nên là anh, phương án của anh là loại. Cảm ơn anh. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Thực ra chị rất là tiếc cái giọng của em, tại vì cái giọng của em rất là hay. Chỉ có điều là hôm nay em không ra Tuấn nhiều, nhưng mà chị vẫn muốn cho em cơ hội, chị cho em bé chờ đi. Bé chờ. Cảm ơn. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Hát hay loại cũng ổn. Chờ đi bạn. Vết chờ. Hai vết chờ và một vé loại. Quý vị thân mến, vậy là Nam Ánh của chúng ta đã có một vé chờ. Ba giám khảo, ghế chờ của chúng tôi đang đầy. Hãy giải quyết một ghế trống để Nam Ánh có cơ hội được ngồi vào đây bằng cách di chuyển một bạn ở ghế chờ sang ghế chọn, hoặc là loại đi một người. Xin mời. Như tôi nói, tôi vẫn bình chọn cho bạn Lê Trang. Ly cũng chấp nhận một vé chọn dịch chuyển cho Lê Trang sang ghế chọn. Và đạo diễn Hoài Nhật Nam. Thì đã có hai sự lựa chọn rồi, thì thôi anh chọn Lê Trang. Vâng, xin chúc mừng thí sinh Lê Trang. Xin mời bạn.
Đến với thí sinh Thu Ngân ạ. Xin mời giám khảo Trấn Thành. Thấy thương quá, hát hay quá, cho chờ. Giám khảo Trấn Thành đã chờ, xin mời chị Tư Cẩm Liên. Khổ ghê luôn, đồng quan điểm quá đi. Là chờ luôn. Đạo diễn Nội Tâm, Thâm Tâm anh muốn gì? Trời ơi, mới nói tại Nội Tâm, giờ đẩy qua tới Thâm Tâm. Chờ. Ba vé chờ. Thế là một lần nữa ba giám khảo tự làm khó mình, hãy giải quyết cho chúng tôi một ghế chờ nữa đi ạ. Ây da. Loại hay là chọn lựa thí sinh tiếp tục vào vòng trong? Lần này loại nha. Tôi xin lỗi là tôi sẽ không chọn bạn Nguyễn Ninh với giọng hát đang trượt. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Để có một chiếc ghế tiếp theo cho Thu Ngân, tôi cũng đồng quan điểm với giám khảo Trấn Thành, tôi sẽ không chọn bạn Nguyễn Ninh. Vậy là rất là tiếc cho Nguyễn Ninh. Bạn sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây và nhường chiếc ghế chờ của mình dành cho Thu Ngân. Và một tràng pháo tay cho Nguyễn Ninh đã có mặt trong chương trình Ca sĩ Thần Tượng mùa 2. Cảm ơn.